xin chào mọi người tạ cha họ bây giờ chúng ta cùng tiếp tục học bài mười bảy tương với phần tiếp theo của bài sáu quyển 1. trước tiên hãy hỏi đây là cái gì 这是什么 sự, sự hãy nghe và nhắc lại từ sách âm hán việt là thư su su sách gì văn là cái gì sách 什么书什么书 đây là sách 这是书这是书这是书. đây là cái gì 这是什么这是什么这是什么? Là sách. Sự su. su. Sách gì? Sớm su. su. Sách tiếng Trung nguyên văn là trung văn sách. Hãy nghe và nhắc lại từ tiếng Trung hay trung văn trong cụm sách tiếng Trung. Trung quẩn. Trung Trung Quấn Quấn Trung Văn, Trung Văn. Từ này lịch sự hơn từ Hán ngữ. Hải ủy Nên có thể dùng trong cả văn viết và khẩu ngữ. Với cụm học tiếng Trung, nói tiếng Trung, sách tiếng Trung, người Trung Quốc thường hay dùng từ này hơn từ Hán ngữ. 学 tiếng Trung，学中文，学习中文，sách tiếng Trung hay sách Trung văn，Trung Văn Su，Trung Văn Su，hãy hỏi lại đây là cái gì？这是什么？ 这是什么？La sec 是书，是书。Sexy 什么书？什么书？Sec 中文中文书。 trung Quấn su bây giờ hãy nghe và nhắc lại từ ai từ này có hai cách đọc là sấy và sấy 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 đây là ai đây là ai đây là ai Ai la người Trung Quốc？谁是中国人？谁是中国人？Ai la người Mỹ？谁是美国人？谁是美国人？ Bây giờ hãy nghe từ nối giữa danh từ và định ngữ trong tiếng Trung. Có lúc dịch là của, có lúc dịch khác hoặc không dịch. Ở đây có thể dịch là của. Tợ. Tợ. Từ này âm hán Việt là đích, nên thường được gọi là tơ đích, vì trong tiếng Trung còn hai từ ngữ pháp quan trọng khác cũng đọc là tơ. Của tôi, nguyên văn là tôi của. Của tợ. Của tợ của bạn của anh. .你的.你的. Của cô giáo. Lào sư Của ai? .谁的.谁的. Sách của ai? Nguyên văn là ai của sách. Trong đó từ sách là danh từ trung tâm, đạt ở cuối cùng. Định ngữ làm rõ nghĩa của nó đạt ở phía trước. Sế đờ su Sế đờ su Sách của cô giáo Lào sư đờ su Lào sư đờ su Sách của tôi 我的书，我的书。拉塞古埃，是谁的书？是谁的书还好来 h ỏ 个 l à á 这是什么？这是什么？拉塞。 Sự sư Sách gì? Sớm Sách trung văn Trung quần Trung quần Là sách của ai?

chào ngài. Nói một cách lịch sự. Nín hảo. Rất bận à. Khẩn máng mà. Đi ra ngân hàng rút tiền. Chuy yên kháng chuy chén. Hôm nay thứ mấy? Chín thiên xin chi chỉ. không sao. mấy quan chỉ. đây là thầy giáo vương. 这是王老师。这是王老师。mời vào. 请进。sức khỏe tốt không? 身体好吗？请问你贵姓？东张东。对了，西。叫什么名字？người nào 哪国人？bạn thì sao？你呢？người Trung Quốc，中国人。người Mỹ，美国人。học cái gì？学习什么？ phát âm pha in chữ hán khản sách tiếng trung của ai sách trung văn của ai đờ trung